chào tất cả quý vị. Hôm nay Luận Japan sẽ nói cho quý vị biết, đặc biệt là những cái em mà chuẩn bị đi sang bên Nhật Bản du học sinh, làm du học sinh, và những phụ huynh của các bạn, các em chuẩn bị sang đây du học sinh biết là cái chi phí đi du học nó tốn kém ở mức như thế nào và mình phải chuẩn bị như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào luôn nội dung của video nhé. Tất cả quý vị đang xem cái video này thì hãy dừng 2 giây để đăng ký cái kênh Luận Japan nhé. Tôi sẽ chia sẻ rất là nhiều kiến thức hữu ích cho tất cả quý vị lên cái kênh YouTube Luận Japan. Học tại Nhật Bản thì các bạn trẻ cần phải tốt nghiệp ít nhất là cấp 3 trở lên. Sau đó các bạn làm thủ tục theo cái trường, có thể làm trực tiếp theo cái trường nhận, có thể làm qua trung tâm môi giới đi du học. Thì các bạn sẽ phải tốn những cái chi phí như thế này. Đây là mình nói cái chi phí ở trường thôi nhé, không nói cái chi phí môi giới. Đầu tiên các bạn, đa phần các bạn sang là các bạn sẽ học 2 năm trường tiếng sau mới học lên sên mon. Thì trong cái trường tiếng ấy, các bạn đầu tiên các bạn đi sang bên này, các bạn phải nộp 6 tháng tiền học phí, 6 tháng tiền học phí đầu tiên, và cộng với lại tiền ở ký túc xá đầu tiên mà người ta lo cho ở ký túc xá, thì các bạn sẽ cần phải nộp tiền ký túc xá nữa. Đấy là hai cái khoản tiền lớn nhất mà các bạn cần phải nộp. Thì nó rơi vào tầm khoảng độ từ 93 man cho đến khoảng 110 man, tùy vào trường, tùy vào từng thành phố, tùy vào từng nhà. Tiền học phí một nửa kỳ nó rơi vào khoảng 65 cho đến 73 man tùy vào từng trường ấy. Sau đó, khi mà các bạn làm cái thủ tục hồ sơ sang bên Nhật Bản du học ấy, thì các bạn cần phải chứng minh tài chính ở Việt Nam. Bố mẹ, những phụ huynh ấy, của các em ấy, là phải có thu nhập. Nếu như mà thu nhập mà không ổn định hoặc là làm một cái công việc không xác định ấy, thì cần phải có một cái số dư trong tài khoản rất là lớn. Mà kể cả có công việc thì cũng phải có số dư trong tài khoản. Mình phải chứng minh được trong tài khoản có ít nhất là khoảng 500 triệu trở lên. 500 triệu là hơi khó, tốt nhất là có tầm 800 triệu đến 1 tỷ để chúng ta chứng minh tài khoản là có thể nuôi được cho con mình khi mà con mình đi sang bên Nhật Bản du học. Và khi mà sang du học ấy, thì các bạn khi mà mới sang thì các bạn sẽ phải mất thêm một số khoản tiền nữa, ví dụ như đóng tiền mua sách giáo khoa, đóng tiền mua các cái loại bảo hiểm, và mình phải ổn định cuộc sống. Đối với các bạn mà đi qua các trung tâm môi giới thì các bạn cần phải tốn tiền cho các trung tâm môi giới nữa. Thì đấy là điều tất nhiên. Và có một cái điều này nữa, có nhiều các bạn ban đầu không có tiền muốn đi lao động thực tập sinh, tu nghiệp sinh ấy. Sau 3 năm thì quay trở về mới đi du học. Thì các bạn phải lưu ý rằng là khi đi sang đây dạng tu nghiệp sinh ấy, thì về Việt Nam sau 1 năm thì các bạn mới được quay trở lại đi dạng du học nhé. Bởi vì các bạn đi sang đây dạng tu nghiệp sinh ấy, là đi theo cái dạng phái cử của một cái công ty ở Việt Nam phái cử các bạn sang đây học kỹ thuật để các bạn về phải phục vụ cho cái công ty đấy ở bên Việt Nam, thường thường như vậy. Khi mà đi thực tập sinh ấy, thì nghiệp đoàn ở bên đấy người ta lo cho cái mối đấy, người ta lo cho cái công ty nào là công ty đứng ra bảo lãnh cho bạn đi tu nghiệp. Thì sau này về, theo lý thuyết là bạn lại phải làm ở công ty đấy 1 năm sau bạn mới được bỏ việc ở công ty đấy, và khi đấy bạn mới làm hồ sơ, người ta mới chấp nhận cho bạn đi du học trở lại. Và có một cái kiểu du học nữa là nhiều bạn mà đã có bằng đại học ở Việt Nam rồi ấy, các bạn muốn đi sang bên này đi du học, học tiếng, sau đó các bạn sẽ tìm việc và các bạn dùng cái bằng ở Việt Nam để các bạn xin việc ở đây, sau đó các bạn chuyển từ cái visa du học sang visa lao động, thì cái đấy cũng có. Và yêu cầu là các bạn phải sang bên này là các bạn phải tìm được cái công ty nào đấy nó sẵn sàng nhận bạn để đổi công việc cho bạn theo cái ngành nghề mà bạn học đại học ở Việt Nam. Thì đấy là một cái kiểu đi du học. Và tôi muốn nói thêm cho tất cả các bạn và quý phụ huynh biết là khi mà đi du học sang Nhật Bản ấy, thì chúng ta phải rất là khổ, rất là áp lực. Chúng ta phải áp lực với tiền học hành, rồi áp lực với đủ giờ học. Sau đó chúng ta mới phải đi làm thêm để chúng ta kiếm tiền nuôi cuộc sống của chúng ta, rồi chuẩn bị học phí cho kỳ tiếp theo, chuẩn bị nhà, ga, điện, nước, các loại bảo hiểm và phí đi lại, phí ăn uống.
Đấy, rất là nhiều, cho nên là cuộc sống của các bạn du học sinh là rất là vất vả. Trong khi đó, cục xuất nhập cảnh của Nhật Bản người ta chỉ có cho phép du học sinh ngày bình thường đi học và đi làm trong một tuần chỉ được có 28 tiếng thôi. Trừ kỳ nghỉ mùa hè, mùa đông, nghỉ mùa xuân thì các bạn khi mà ngày nghỉ thì các bạn mới được làm đủ 8 tiếng một ngày. Đó, thì đó là những cái chia sẻ của tôi về du học sinh. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem cái video này, và còn cái điều gì mà quý vị muốn thắc mắc nữa hãy comment xuống cái video của tôi. Xin chào, xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Bye bye!